Dạ vâng, cửa hàng nông ngư cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nha. Hôm nay thì chúng em xin tiếp tục giới thiệu cho các bác một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi nội địa. Hôm nay thì chúng em gồm có thương hiệu như Humana này, Estin này, những dòng cưa như Hitachi nóng đứng các bác nhá. Trên này là những dòng cưa ba hệ máy cưa tay cụt về cắt tỉa cành và ba con máy cưa xích tay dài để dọn vườn đồ linh tinh các bác nhá. Hôm nay thì cửa hàng chúng em đánh dấu ký tự là lô K các bác nhá. Từ K1 cho tới K10 các bác nhá. Đó, và có giá ở trên này là cửa hàng chúng em là đã bao gồm phí ship hết rồi. Đó, và cửa hàng chúng em là đánh dấu hết mã số từng con một rồi và có đề giá công khai hết rồi các bác nhá. Giá hiện tại là đã đề trên này là đã bao gồm phí ship và tặng kèm phụ kiện cho các bác. Bộ phụ kiện bên bác bên em là gồm một típ mổ buji, một chiếc rũa mổ, một tô vít chỉnh các bác nha. Và hình thức đặt hàng của bên em là cực kỳ đơn giản luôn. Các bác nào mà ưng ý con nào rồi ấy, thì tua đi tua lại xem kỹ video giúp cửa hàng chúng em. Đó. Các bác xem mà cảm thấy mà ưng ý muốn đặt hàng rồi thì nhấc máy ngay và liên hệ qua chúng em, đọc cho cửa hàng chúng em cái mã mà cửa hàng chúng em đã đánh dấu trên này rồi. Đó, từng con một đấy ạ. Đấy, rồi các bác để lại cho em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên thì cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác luôn nhá. Hàng tới các bác kiểm tra hàng đúng máy trên video, nhận hàng kiểm tra máy test nổ thoải mái rồi các bác thanh toán các bác nhá. Không cần phải cọc ạ, không cần phải cọc bất cứ một đồng nào trước luôn các bác nhá. Rồi cửa hàng chúng em xin phép đặt máy quay xuống cũng như là test nổ từng con một, giới thiệu từng con một cho các bác xem qua tiếng máy luôn. Dạ vâng. Con máy đầu tiên trong lô video ngày hôm nay là một con máy cưa Humana 235 các bác nhá. Con này thì công suất là 34cc, rất là nhỏ nhẹ cho các bác về sử dụng gia đình các bác nha. Đó, thì ký hiệu con này là K1, giá của nó là 3 triệu đồng, cửa hàng chúng em miễn phí ship các bác nhá. Có tích hợp núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác luôn, ốp lam tăng chỉnh xích nhanh các bác nhá. Lam con này là mặt cắt là được 35 phân ạ. Mặt cắt là 35 phân, xích là xài xích chung 91 các bác nhá. Máy móc tình trạng thì cam kết cho các bác là hàng nguyên zin nguyên bản, hàng chưa bung chạm máy móc. Đó, chất lượng cho các bác luôn ạ. Con này được sản xuất năm 2008 các bác nhé. Sản xuất năm 2008. Máy móc là hàng của Thụy Điển, hàng bãi Thụy Điển luôn các bác nhé. Đó. Rồi cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe có tiếng máy luôn ạ. Cực kỳ nhỏ nhẹ, con này thì có thể kéo được khoảng tầm 5 năm đổ về các bác nhé. 5 năm đổ về thôi ạ. Đó, mà con này thì nó chuyên về sử dụng gia đình, không thể khai thác được các bác nhé. Nên là các bác cân nhắc khi đặt hàng con này. Đó, về sử dụng gia đình, cắt tỉa cành, dọn vườn đồ linh tinh, kéo được khoảng tầm 5-50 đổ về các bác nhé. Dạ vâng, tiếp đến là con K2, cũng là một chiếc máy cưa. Con này thì mang thương hiệu của Đức này, hệ Estin MS170C, tình trạng máy móc thì cực đẹp, cực chất lượng luôn ạ. Thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên. Đó. Làm xích nguyên zin nguyên bản, tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 19 các bác nhá. Xích là xài xích chung 91, con này được tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác luôn ạ. Tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác. Đây là tổng thể mặt tiền của nó đây ạ. Rồi cả chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy. Đây, cho các bác xem ở bên trong phần cây máy. Máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản, máy móc đẹp luôn các bác nhá. Máy móc cam kết cho các bác là zin 100%, hàng chưa bung chạm gì máy móc luôn. Đó. Máy móc như là sưu tầm luôn, như thiếu thùng luôn các bác nhá. Con này thì ký hiệu của nó là K2, giá của nó là 3.400.000. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Rồi cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe cái tiếng máy.
Dạ vâng, con này thì nòng của nó là 37 ly các bác nhá. Hệ Estin MS170C là cũng về sử dụng gia đình thôi các bác nha. Đó, nhỏ nhẹ để cho các bác về sử dụng gia đình. K2 giá 3.400.000. Dạ vâng, qua tiếp là con K3. K3 là một con máy cưa Hitachi. Hitachi máy móc tình trạng ấy quá đẹp như sưu tầm tiếp luôn các bác nhá. Con này thì quá VIP, quá chất lượng luôn, tình trạng như thiếu thùng luôn các bác nhá. Hitachi 35 GCS35. Đó, con này thì tích hợp hai ốc lam vận trực tiếp bằng khóa 10 này. Lam con này thì cực kỳ đẹp luôn, lam xích nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Được tăng chỉnh xích trực tiếp trên phần cây lam luôn. Xích là xài xích chung 91. Hệ Hitachi con này thì công suất của nó là 35cc. Đó, tích hợp núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác. Con này thì nó có xả áp luôn các bác nhá. K3 giá của nó là 2.950.000. 2.950.000, máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản. Đó. Chuẩn chất lượng luôn các bác nha. Núm bơm xăng phụ đầy đủ này. Đó, khi các bác đặt hàng, nhận hàng thì các bác bơm xăng lên, giật nổ, két nổ thoải mái các bác nhận hàng các bác nhá. Con này thì cực kỳ đẹp luôn ạ. Dây giật con này thì cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Dây giật này các bác hầu như là còn trắng nguyên luôn các bác nhá. Máy móc tình trạng thì cực kỳ đẹp, nguyên zin nguyên bản từ A tới Z. K3 giá 2.950.000, còn Hitachi các bác nhá. Dạ vâng, tiếp đến là con K4. Con K4 con này thì nó cũng cùng phân khúc máy móc thì nó hầu như là giống luôn con K3 các bác nhá. Con này thì cả chúng em đang bán với giá là 2.900.000, cũng công suất 35cc, tích hợp núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác. Đó. Đầy đủ chất lượng nhá. Tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 các bác nhá. Lam con này được tăng chỉnh trực tiếp trên phần cây lam. Tình trạng máy móc hai con thì 19-10 đều đẹp ngang ngửa như nhau. K4 giá 2.900.000. Ok, chúng em xin phép giật tiết nổ con này cho các bác nhỏ thoải mái luôn. Móc thì cửa hàng chúng em đã căn chỉnh cũng dọn nổ tất cả ngon lành hết rồi các bác nhé. K4 giá 2.900.000, hàng Hitachi GCS35 các bác nhé. Dạ vâng, tiếp đến là một con máy cưa tay cụt, con này thương hiệu Echo các bác nhé. Máy móc tình trạng thì cực kỳ đẹp. Đó, Echo Grand GC301 các bác nhá. Đó, con này thì nó có cái phần nhược điểm là cái này này, nó do chủ cũ mà nó xài làm sao mà thế nào mà nó bị cháy mất, nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì mới sử dụng các bác nhá. Về cửa hải cảng chúng em đã kiểm tra hết rồi. Đó. Tích hợp hai ốc lam vận trực tiếp bằng khóa 10. Hôm nay thì cửa hàng chúng em con này thì hiện tại là trên thị trường đang bán với giá là khoảng 2 triệu đồng. Nhưng mà con này thì cửa hàng chúng em hôm nay là nó có một cái phần nhược điểm như thế, nên là cửa hàng chúng em xả luôn các bác nhá. Xả giá rẻ, giá 1.700.000, về cho các bác nào mà cắt tỉa ít, dọn vườn đồ linh tinh. Đó, lam xích thì vẫn nguyên zin nguyên bản theo máy các bác nhá. Có tích hợp núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác này. Con này thì chức năng thì đầy đủ từ A tới Z thôi. Máy móc tình trạng thì cũng khá là đẹp, máy móc nguyên zin nguyên bản hết các bác nhá.
làm con này mặt cắt là được 35 phân. K5 giá 1.700.000 các bác nha. Dạ vâng. Tiếp đến là con K6. K6 là một con máy cưa xích Tananka. Tananka con này là giá 1.850.000. Máy móc tình trạng con này thì cũng như sưu tầm, cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Làm con này mặt cắt là được 30 phân. Xích là xài xích chung 91 các bác nhá. Phần tăng xích thì được tăng giảm trực tiếp trên phần thân của cây lam luôn ạ. Rồi, tích hợp có đầy đủ núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác nhá. Rất tiện lợi để dễ dàng lên xăng. Đó. Máy móc con này thì khá là đẹp, dây giật các bác nhìn ạ. Dây giật này. Cực chất lượng nhá, tình trạng như thiếu thùng luôn các bác nhá. Còn K6 này khá là đẹp luôn ạ. Dạ vâng. Con K7 là một con máy cưa tay cụt hiệu Ryobi. Con này thì CS30 3035 các bác nhé. Ký hiệu là K7, giá 2.000.000 đồng. Máy móc con này cực kỳ là xuất sắc luôn. Tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Lam con này mặt cắt được 35 phân. Xích là xài xích chung 91 các bác nhé. Đó. Tăng giảm trực tiếp trên phần cây lam luôn, cực kỳ tiện lợi. Tích hợp đúng bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác. Rồi cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho quán ngầu tương máy luôn ạ. Tay cụt dòng Ryobi, máy móc tình trạng cực kỳ đẹp, tem mác đầy đủ từ A tới Z các bác nhá. Dạ rồi, đây là phần cưa tay dài nhỏ nhẹ cho các bác về cắt tỉa cành, dọn vườn đồ linh tinh đây. Một con máy cưa Hitachi tiếp các bác nhá. Con này nòng của nó là 35 ly, ký hiệu K8, giá 1.900.000. Làm con này mặt cắt là được 30 phân. Xích là xài xích mini nhỏ gọn các bác nhá. Đó. Con này thì tình trạng khá là đẹp luôn. Máy móc tình trạng này cũng cực kỳ đẹp, tích hợp hai ốc lam cực kỳ chắc chắn các bác nhé. Xuất sắc luôn các bác nha. Vòng tua thì cực kỳ khỏe, máy móc bô thì cực kỳ thoáng luôn các bác nhá. Đó, nhỏ nhẹ nhưng mà công suất lại khỏe. Giá 1.900.000 cho con K8 các bác nhá. Dạ vâng. Con K9 là một con máy cưa Echo Curit. Con này thì 3.300, công suất của nó là 33.4cc các bác nhá. Ký hiệu K9, giá 2.000.000 các bác nhá. Làm con này mặt cắt là được 30 phân. Xích là xài xích mini nhỏ gọn các bác nhá. Có tích hợp đúng bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác luôn. Hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Đó. Dòng
dòng Echo Kyoris thì có lẽ là các bác nào mà tìm hiểu về dòng Nhật bãi thì có lẽ là không còn xa lạ gì về thương hiệu này nữa rồi. Máy móc thì cực kỳ bền bỉ luôn các bác nhá, và tiết kiệm xăng. Hiệu Echo Kyoris thì nó quá là nổi tiếng rồi về độ bền cũng như là về tiện lợi cũng như là về tiết kiệm xăng. Linh kiện sửa chữa thay thế thì dễ dàng các bác nhá. Con này là 33cc thì công suất của nó cũng khá là khỏe về trong hệ cơ máy xe cơ gia đình rồi. K9 giá 2 triệu đồng các bác nhé. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Dạ vâng, cuối cùng trong video ngày hôm nay là một con máy cưa K10. Con này là cũng thương hiệu Echo Kyoris các bác nhé. Con này là 3.000, công suất thì nhỏ hơn con K9 một tí xíu. Công suất của con này thì có 30cc thôi. Giá con này là cửa hàng chúng em đang bán với giá là 1.850.000 các bác nhé. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Đó, có núm bơm xăng phụ thì cũng là đầy đủ cho các bác luôn ạ. Núm bơm xăng phụ cũng đầy đủ luôn các bác nhá. Xích con này là xài xích mini nhỏ gọn. Ok, chúng em xin phép giật tiết nổ luôn. Con này thì cả chúng em đang bán với giá là 1.850.000. Cả chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Vâng, và rồi thì cả chúng em đã dọn test nổ cũng như là giới thiệu từng con một rồi. Tổng cộng gồm hôm nay là lôm có lô 10 cây các bác nhá. Ký hiệu là Loka. Các bác nào mà ưng ý con nào rồi muốn đặt hàng con nào thì chỉ cần việc nhấc máy và liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em qua đường dây là số điện thoại 0354392929. Hoặc các bác nào sử dụng Zalo thì kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em các bác nhá, để đặt hàng cũng như là để cần tham khảo thêm. Đó. Lô tổng cộng hôm nay lô được cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Ngoài trời thì cũng đang lác đác rồi, nó cũng đang mưa bay. Thì làm một cái video nhanh gọn test nổ để giới thiệu cho các bác. Các bác nào ưng ý muốn đặt hàng thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em. Rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác ở video sau.